Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với chuyên hàng xe hơi. Tháng này là tháng 12 cuối năm rồi. Nhu cầu mua xe đi Tết với cả chạy thuế thì nó cũng rất là nhiều. Trong tháng này thì khuyến mại của các dòng như là Ranger này, Territory này, chạy thuế thì vẫn xem như tháng trước thôi các bạn. Ví dụ như bản XLS một cầu này. Đây mình nhìn con đỏ màu đỏ này. 707 thì tháng này nó vẫn bớt vào khoảng tầm 30 triệu. Đấy, còn cái dòng Wildtrak thì là khoảng 70 đến 75. Everest mà một cầu hai cầu thì cái mức giảm nó sẽ khoảng 70 đến 75 triệu tốt từng phiên bản. Cụ thể như nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua lại đi kèm trong hình giúp em. Còn Territory thì hiện nay vẫn đang chạy chương trình giảm 100% lệ phí trước bạ. Đặc biệt là các bác tham khảo mua xe lướt thì có thể nhắn tin thì bên em có thể gửi một số dòng xe bên em sẵn. Ví dụ như là thời điểm này thì bên em đang có một em Territory lướt 2023 màu đen bản full X ạ. Rẻ hơn được khá khá rồi. Đi có 5.000 cây thôi. Everest form mới thì bên em có một bản một cầu. Hai cầu 18-19 thì hay một cầu 18-19 thì bọn em cũng có xe nhé. Ranger thì nhiều. Đấy. Nhưng mà thật ra là có nhiều bác hỏi tầm giá khoảng 300-400 thì nói thật các bác là nếu mà bán tải tầm đấy thì nó hơi sâu. Bên em cũng không phải lúc nào cũng sẵn. Đó. Còn với các bác mà vay mua trả góp thì thời điểm này cũng rất là đẹp. Mình thay đổi lãi suất rồi. Cái lãi suất nó hạ đi so với thời điểm trước khá khá nhiều. Ví dụ như tốt nhất bây giờ mình vay mua xe chỉ khoảng 7% trong vòng 1 năm đầu thôi. Đấy, còn các năm sau thì mình có thể lựa chọn theo cái gói vay, cái lãi suất của gói vay. Thật ra bây giờ vay rất là rẻ, cái hồ sơ các thứ thì nó không yêu cầu quá nhiều như ngày xưa. Đấy. Bây giờ mình có thể vay tối đa đến 8 năm. Xe bán tải thì nó hơi đặc thù một chút. Với khách hàng là công ty doanh nghiệp thì cái mức lãi nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với khách hàng cá nhân nhé. Đây thì bên em cũng rất nhiều xe rồi. Anh chị mà vay mua trả góp có nhu cầu, thực ra là cái lãi suất nó sẽ tùy thuộc vào cái hồ sơ tài chính của anh chị. Nếu mà cái hồ sơ tài chính mình đẹp thì cái lãi suất đương nhiên nó sẽ là tốt rồi. Đó. Thì bên em có đầy đủ xe cũ, xe mới, xe lướt. Thì anh chị có nhu cầu alo trực tiếp tin cho bên em nhé, để bên em hỗ trợ một cách tốt hơn. Dòng Ford thì đa phần em quay là Ranger này, Everest, Territory. Bây giờ nó cũng chỉ bán chính vào khoảng 2 đến 3 mẫu thế thôi. Đấy, bản XLS một cầu 707 giảm 30. Bản Territory 909 và 954 thì các bác lăn bánh ra biển cộng thêm khoảng 5-7 triệu thôi. Còn thuế trước bạ là được đại lý giảm tương đương 100% rồi. Everest là mình bản Titanium một cầu hai cầu là mình được giảm 70 đến 75 triệu, gọi là 50% lệ phí đấy. Thì đó, bác có nhu cầu cứ book máy giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.